Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn học tin học lớp 10. Chúng ta sang bài số 22, kiểu dữ liệu danh sách. Bài học này chúng ta sẽ đi vào học thêm một cái kiểu dữ liệu nữa của ngôn ngữ lập trình Python, đó là kiểu dữ liệu danh sách, cách khởi tạo và truy cập vào các cái phần tử của danh sách. Chúng ta cũng sẽ học cách duyệt các cái phần tử của danh sách bằng lệnh for, và cuối cùng là chúng ta sẽ tìm hiểu một số phương thức đơn giản trên cái kiểu dữ liệu danh sách. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học nha. Nội dung bài học gồm có 3 phần. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, kiểu dữ liệu danh sách. Thế thì kiểu dữ liệu danh sách là cái kiểu dữ liệu như thế nào? Chúng ta đã học một số kiểu dữ liệu cơ bản của Python như là kiểu số nguyên, int, ví dụ như là số 5, âm 10, hay là kiểu số thực, float, ví dụ như là 5.7, 2 phần 3. Chúng ta cũng đã học kiểu sau ký tự string, ví dụ như ký tự A hay là dòng chữ hello. Chúng ta cũng đã học cái kiểu dữ liệu logic, bool, ví dụ như là true, false. Và bây giờ chúng ta sẽ học thêm một kiểu dữ liệu nữa, đó là kiểu danh sách, list. Thế thì kiểu danh sách là kiểu dữ liệu như thế nào? Kiểu danh sách là kiểu dữ liệu biểu diễn một cái danh sách gồm có nhiều cái thành phần, hay là biểu diễn một cái tập hợp gồm có nhiều phần tử trong đó. Ví dụ chúng ta có danh sách học sinh, đây là một cái danh sách trong đó nó có nhiều cái thành phần hay là cái phần tử, đó chính là họ tên của các học sinh trong lớp. Hay là chúng ta có danh sách các cái số tự nhiên đầu tiên, thành phần của nó là các cái số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, vân vân. Chúng ta có cái danh sách điểm thi cuối kỳ. Thành phần của nó là điểm thi của các cái môn học ha. Thì đây chính là các cái dữ liệu kiểu danh sách nha. Như vậy hiểu một cách đơn giản, cái kiểu dữ liệu danh sách là kiểu dữ liệu mà nó biểu diễn một cái danh sách hay là một cái tập hợp. Trong đó các cái phần tử của danh sách nó có thể có cùng kiểu dữ liệu hoặc là khác kiểu dữ liệu. Ví dụ trong danh sách học sinh thì các cái phần tử là họ tên của các học sinh, nó có cùng kiểu dữ liệu là kiểu sau ký tự. Trong danh sách các số tự nhiên đầu tiên thì các cái phần tử là các cái số tự nhiên, đây nó có cùng kiểu dữ liệu là kiểu số nguyên. Tuy nhiên trong cái danh sách điểm thi cuối kỳ thì các cái phần tử nó lại không có cùng kiểu dữ liệu. Ví dụ phần tử này là kiểu số nguyên, phần tử này là kiểu số thực, phần tử này là kiểu sau ký tự ha. Như vậy các cái phần tử ở trong cái danh sách nó có thể có cùng kiểu dữ liệu hoặc là khác kiểu dữ liệu nha. Khởi tạo kiểu danh sách. Chúng ta khai báo hay là khởi tạo một cái dữ liệu kiểu danh sách thì chúng ta sẽ làm thế nào? Đây là cú pháp ha. Tên danh sách bằng và các cái thành phần của danh sách được đặt trong cặp dấu ngoặc vuông. Các cái thành phần này được viết cách nhau bởi cái dấu phẩy nha. Chúng ta lấy ví dụ, chúng ta khai báo một cái danh sách là A với các cái thành phần là gồm có 5 cái số nguyên 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 nó được đặt trong cặp dấu ngoặc vuông và cách nhau bởi cái dấu phẩy. Hay là chúng ta khai báo cái danh sách B với thành phần là gồm có 5 cái phần tử 1.5 2 dòng chữ Python, dòng chữ list và 0 ha. Thì đây là cách chúng ta khai báo hay là khởi tạo một cái danh sách nha. Khi chúng ta nhập vào một cái dòng lệnh khởi tạo cái danh sách như thế này thì chương trình nó sẽ thực thi như thế nào? Ví dụ với câu lệnh tạo cái danh sách B gồm có 5 phần tử đây ha, thì chương trình nó sẽ dành ra trên bộ nhớ 5 cái ô cho cái 5 phần tử của cái danh sách B nha. Mỗi ô nó sẽ có một cái tên. Đây ha, B0, B1, B2, B3, B4. Và mỗi ô này nó sẽ lưu giữ một cái giá trị, đó chính là một cái thành phần của cái danh sách. B0 nó sẽ lưu giữ cái giá trị là 1.5 đây ha. B1 nó sẽ lưu giữ cái giá trị là 2. B2 nó lưu giữ giá trị thứ ba là cái sau ký tự Python. B3 nó sẽ lưu giữ cái phần tử thứ tư, đó là cái sau ký tự list ha. Và B4 nó sẽ lưu giữ cái phần tử thứ năm là giá trị 0 đây ha. Thì ở đây cái B này chính là cái tên của danh sách nha. Và B0, B1, B2, B3, B4 ở đây chính là cái phần tử của danh sách. Trong đó các cái số 0, 1, 2, 3, 4 này được gọi là các cái chỉ số nó bắt đầu từ 0 và theo thứ tự nha.
Như vậy là chúng ta đã hiểu được cái kiểu danh sách là một cái kiểu như thế nào và cú pháp để khai báo một cái dữ liệu kiểu danh sách. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt một chút về cái kiểu danh sách và kiểu mảng nha. Tin học lớp 8 chúng ta đã học một cái ngôn ngữ lập trình, đó là ngôn ngữ Pascal. Và trong ngôn ngữ Pascal thì nó có kiểu dữ liệu là kiểu mảng, nhưng nó không có kiểu dữ liệu danh sách. Tin học lớp 10 chúng ta lại học cái ngôn ngữ lập trình Python. Ngôn ngữ Python thì nó có kiểu dữ liệu danh sách nhưng nó không có kiểu dữ liệu mảng. Vậy hai cái kiểu dữ liệu này nó có điểm gì giống nhau và khác nhau? Kiểu danh sách thì được dùng để biểu diễn cái dữ liệu là tập hợp gồm nhiều phần tử, trong đó các cái phần tử có kiểu dữ liệu giống nhau hoặc là khác nhau. Ví dụ chúng ta có cái danh sách điểm 1 là gồm có các cái phần tử có cùng kiểu dữ liệu là kiểu số thực. Danh sách điểm 2 có các cái phần tử nó có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Ví dụ đây là số thực, đây là số nguyên, đây là sao ký tự ha. Còn kiểu mảng thì nó cũng biểu diễn dữ liệu là một cái tập hợp gồm nhiều phần tử. Tuy nhiên các cái phần tử phải có kiểu dữ liệu giống nhau. Ví dụ như là chúng ta có cái mảng điểm, các cái phần tử của nó bắt buộc phải có cùng kiểu dữ liệu. Ví dụ ở đây là kiểu số thực ha. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử một số các cái thao tác với kiểu dữ liệu danh sách nha. Đầu tiên là lệnh khởi tạo một danh sách. Ví dụ chúng ta khởi tạo cái danh sách có tên là A với các cái phần tử là 1, 2, 3, 4, 5 ha. Rồi, chương trình nó đã tạo ra một cái danh sách A với 5 phần tử có giá trị là 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có thể kiểm tra lại bằng cái lệnh print nha. Print cái danh sách A ha. Hoặc là ngắn gọn hơn, chúng ta chỉ cần gõ cái tên danh sách và Enter. Ở đây nó hiển thị ra cho chúng ta cái danh sách A đây ha. Truy cập từng phần tử của danh sách thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh print nha. Ví dụ chúng ta muốn truy cập cái phần tử đầu tiên tức là A0, chúng ta dùng lệnh print A0 nha. Đây, phần tử đầu tiên có giá trị là 1 ha. Chúng ta cũng có thể chỉ cần gõ cái tên của phần tử là A0 và Enter, nó cũng hiển thị ra cái giá trị đầu tiên của cái danh sách nha. Đây. Tính độ dài của danh sách, độ dài của danh sách tức là cái số phần tử có trong danh sách nha. Ví dụ cái danh sách A này nó có tổng cộng là 5 phần tử, như vậy độ dài của nó là 5. Chúng ta sử dụng cái lệnh len và cái tên danh sách đây ha. Để mà hiển thị ra cái độ dài của danh sách là 5 đây. Gán giá trị cho phần tử. Ở đây chúng ta có thể thay đổi cái giá trị của các cái phần tử của cái danh sách nha. Chúng ta thay đổi bằng cách sử dụng cái lệnh gán. Ví dụ ở đây cái phần tử thứ hai là A1 đang có giá trị là 2 đây ha. Chúng ta có thể thực hiện cái lệnh gán gán A1 một cái giá trị mới là 10 chẳng hạn. Rồi, như vậy là bây giờ cái phần tử thứ hai của cái danh sách này nó có cái giá trị là 10, chúng ta có thể kiểm tra ha. Đây, phần tử thứ hai đây ha. Xóa một cái phần tử của danh sách thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh del nha. Và sau đó là cái tên của phần tử. Đây, ví dụ chúng ta muốn xóa cái phần tử số 3 tức là A2 ha. Rồi, bây giờ cái danh sách nó chỉ còn lại là 4 phần tử với phần tử số 3 đã bị xóa đi. Chúng ta có thể kiểm tra. Đây ha. Tạo một cái danh sách rỗng, chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh. Ví dụ chúng ta tạo cái danh sách B và ở đây cái danh sách phần tử chúng ta không điền vào, chúng ta chỉ đánh vào cái cặp dấu ngoặc vuông này thôi. Như vậy là chúng ta đã tạo ra một cái danh sách rỗng, tức là danh sách không có phần tử nào. Chúng ta có thể kiểm tra lại ha. Đây. Rồi, ghép hai danh sách, chúng ta có thể ghép hai cái danh sách lại thành một. Ví dụ chúng ta có cái danh sách đầu tiên với hai phần tử là 1 và 2. Chúng ta sử dụng cái toán tử cộng nha để ghép ha. Danh sách thứ hai gồm có 4 phần tử là 3, 4, 5, 6 ha. Rồi, như vậy là cái danh sách mới được tạo ra là các cái phần tử của cái hai danh sách nhỏ đây ha, hai danh sách con 1 2 3 4 5 6 ha. Thì đây là một số các cái thao tác mà chúng ta có thể thực hiện trên cái kiểu dữ liệu danh sách nha. Bài tập của phần 1 cho danh sách A, danh sách A đây ha, gồm có 8 phần tử nha.
Hãy cho biết giá trị của các phần tử A0, A2, A7 và A len A. Thì giá trị của các phần tử sẽ như sau. A0 là 1 đây ha, đây là A0. A2 là ký sau ký tự one. A7 là cái giá trị false đây ha. A len A, len A tức là cái độ dài của cái danh sách, độ dài của danh sách tức là 8 bởi vì nó có 8 phần tử nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. A8 tức là cái phần tử thứ 9, đây phần tử thứ 9 nó không có, do đó ở đây chúng ta trả lời là không tồn tại nha. Câu 2, giả sử A là một danh sách các số, mỗi lệnh sau sẽ thực hiện điều gì? Các cái lệnh sau sẽ thực hiện công việc như sau. Cái lệnh của câu A, A bằng A cộng cho 10 ha. Ở đây câu lệnh này nó sẽ thực hiện ghép cái phần tử 10 vào phía sau của danh sách A. Câu B, del A0 tức là xóa cái phần tử thứ nhất của danh sách A. Câu C, A bằng 100 cộng A tức là ghép cái phần tử 100 vào trước cái danh sách A. Và câu D, A bằng A1 nhân cho 25 tức là tính tích của phần tử thứ hai của danh sách A với 25. Chúng ta sang phần thứ hai của bài học, duyệt các phần tử của danh sách. Duyệt các phần tử của danh sách tức là chúng ta sẽ xét hay là kiểm tra từng cái phần tử của danh sách. Trước hết là chúng ta sẽ duyệt và in từng cái phần tử của danh sách nha. Giả sử chúng ta có cái danh sách A với 8 cái phần tử từ A0 cho đến A7 và đây là các cái giá trị của các cái phần tử của danh sách A. Trước hết chúng ta sẽ khởi tạo cái danh sách A với cái câu lệnh đấy ha. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh for để mà duyệt từng cái phần tử của cái danh sách A. Câu lệnh của chúng ta là for i in range len A. Len A tức là độ dài của danh sách A. Độ dài đang là 8 nha. Như vậy đây là range 8. Tức là i nó sẽ có giá trị từ 0 đến 7. Với mỗi cái giá trị của i thì chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh là print ai, tức là hiển thị cái phần tử ai. Ở đây hiển thị theo hàng ngang do chúng ta có cái tham số n bằng và dấu cách đây ha. Với i bằng 0, ai tức là A0. A0 thì có giá trị là 3 đây ha. Do đó chương trình nó sẽ hiển thị cái giá trị 3 đây ra màn hình. Y bằng 1, ai sẽ là A1 và hiển thị cái giá trị của A1 là 2. Đây ha, A1 giá trị là 2. Cứ như vậy ha, cho đến y bằng 7 với A7 là 12. Đây ha, A7 và giá trị là 12. Như vậy kết quả chương trình nó sẽ hiển thị ra các cái giá trị này theo cái hàng ngang như thế này. Đây ha. Duyệt và in một phần của danh sách. Danh sách của chúng ta đây ha, thay vì chúng ta sẽ duyệt và in ra tất cả các cái phần tử của danh sách thì chúng ta chỉ in một phần của danh sách thôi. Danh sách của chúng ta là danh sách A với các cái phần tử đây ha. Chúng ta cũng sử dụng câu lệnh for để mà duyệt và in một phần của danh sách. Thì cái phần của danh sách được in ra nó nằm trong cái giá trị của lệnh range đây ha. Như vậy là ở đây range 2 5 tức là y nó sẽ có giá trị từ 2 cho đến 5 trừ 1 tức là 2 cho đến 4. Với các cái giá trị của y thì chương trình nó sẽ hiển thị ra cái phần tử AI và hiển thị theo hàng ngang ha. Với giá trị đầu tiên là y sẽ bằng 2 nha. Thì AI sẽ bằng A2. A2 đây là bằng 1 ha. Tiếp theo y sẽ bằng 3. AI là bằng A3 là bằng 5. Tiếp theo nữa là y bằng 4, AI sẽ bằng A4 là bằng 6 đây ha. Thì đến y bằng 4 vòng lặp sẽ dừng lại nha. Như vậy chương trình nó sẽ hiển thị ba cái giá trị là 1, 5, 6 tương ứng với ba cái phần tử A2, A3, A4 ha. Đây. Thì đây là cách chúng ta duyệt và in một phần của danh sách. Bài tập của phần 2, câu 1 giải thích các lệnh ở mỗi câu sau thực hiện công việc gì? Trước hết là câu A, chúng ta có cái biến S này là biến lưu cái giá trị là tổng nha, và giá trị khởi tạo ban đầu là bằng 0. Chúng ta có cái lệnh for để duyệt từng cái phần tử của cái danh sách A ha. Ở đây chương trình nó sẽ xét cái AI tức là cái phần tử của cái danh sách xem thử nó có lớn hơn 0 hay không. Nếu mà lớn hơn 0 thì sẽ thực hiện cộng cái phần tử đó vào cho tổng ha. Đây câu lệnh S bằng S cộng AI. Sau đó là hiển thị cái kết quả ra màn hình.
Như vậy với câu A thì chương trình nó sẽ thực hiện tính tổng các cái phần tử lớn hơn không trong cái danh sách A. Câu B là chương trình nó sẽ khai báo một cái biến đếm là biến C và giá trị ban đầu là không. Ở đây cũng thực hiện duyệt từng cái phần tử của danh sách A. Chương trình nó sẽ xét cái phần tử của danh sách có lớn hơn không hay không. Nếu lớn hơn không thì sẽ thực hiện tăng cái biến đếm lên một đơn vị với câu lệnh C bằng C cộng 1 đấy ha. Sau đó là hiển thị ra màn hình cái kết quả. Như vậy câu B chương trình sẽ đếm các cái phần tử lớn hơn không trong cái danh sách A. Bài tập số 2 cho giải các số nguyên A, viết chương trình in ra các cái số chẵn của A. Thì đây là cái chương trình in ra các cái số chẵn của danh sách A. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh for để mà duyệt từng cái phần tử của danh sách A nha. Thì với mỗi phần tử của danh sách A, chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra xem đó có phải là số chẵn hay không bằng cái câu lệnh là if ai chia cho 2 và đây là phép chia lấy phần dư, nếu phần dư bằng 0 tức là nó chia hết cho 2. Chia hết cho 2 tức là số chẵn ha. Thì nếu đúng là số chẵn thì sẽ thực hiện câu lệnh print ai tức là hiển thị cái phần tử đó ra màn hình và hiển thị theo chiều ngang đây ha. Đây. Đây chính là cái chương trình để mà in ra các cái số chẵn của danh sách A. Chúng ta có thể kiểm tra lại ha. Giả sử chúng ta có cái danh sách A có các cái phần tử là đây ha. Bây giờ chúng ta sẽ duyệt từng cái phần tử của danh sách A. Với y bằng 0 thì AI tức là A0 sẽ bằng 3 đây ha. Điều kiện này là sai, do đó nó không thực hiện cái lệnh print, lệnh này nó không thực hiện, do đó nó không hiển thị cái số 3 này ra màn hình nha. Tiếp theo y bằng 1 thì AI là A1 sẽ bằng 2 đây ha. Điều kiện này là đúng, do đó chương trình nó thực hiện cái lệnh print AI tức là print A1, A1 tức là 2 ha. Đây. Như vậy nó sẽ hiển thị cái số 2 này ra màn hình. Tiếp tục là y bằng 2, điều kiện sai. Cứ như vậy ha, thì nó sẽ hiển thị được các cái số chẵn trong cái dãy số này ra màn hình. Chúng ta sang phần thứ ba của bài học, thêm phần tử vào danh sách. Chúng ta thêm một cái phần tử vào trong danh sách bằng cách nào? Giả sử chúng ta có cái danh sách A gồm có 8 phần tử từ A0 cho đến A7 đây ha. Chúng ta sẽ thêm vào cái danh sách này một cái phần tử đây ha, phần tử này là phần tử thứ 9 và nó có tên là A8. Phần tử này nó có giá trị là 18 ha. Và cái vị trí mà cái phần tử được thêm vào là vào cuối danh sách nha. Thì đây là cách chúng ta thêm một cái phần tử vào danh sách. Và cái câu lệnh để thực hiện cái việc thêm phần tử vào danh sách, chúng ta có cái danh sách A đây ha, chúng ta thêm vào bằng cái câu lệnh là A.append và cái giá trị của phần tử được thêm vào đây. Sau cái câu lệnh thêm vào thì cái danh sách A nó sẽ có thêm được một phần tử ở cuối danh sách đây ha. Như vậy cái lệnh để thêm một cái phần tử vào cuối danh sách đó là cái lệnh danh sách.append ha. Như ví dụ này, cái lệnh append này người ta còn gọi là phương thức nha. Phương thức tức là một cái lệnh được thiết kế đặc biệt dành riêng cho một cái mục đích nào đó. Ví dụ lệnh append này là dành riêng cho cái kiểu dữ liệu là kiểu danh sách ha. Bài tập của phần 3, câu 1. Sau khi thêm một phần tử vào danh sách A bằng lệnh append thì độ dài danh sách A thay đổi như thế nào? Câu trả lời, sau khi thêm một phần tử vào danh sách A bằng lệnh append thì độ dài của danh sách A sẽ tăng lên một đơn vị do danh sách A có thêm một phần tử ở cuối danh sách. Câu 2, danh sách A sẽ như thế nào sau các lệnh sau? Sau cái câu lệnh thứ nhất thì danh sách A sẽ được khởi tạo với 5 phần tử, 5 phần tử đây ha. Sau câu lệnh thứ hai thì chương trình nó sẽ thêm cái phần tử 100 vào cuối danh sách. Như vậy là danh sách A nó sẽ có 6 phần tử đây. Sau câu lệnh thứ ba chương trình nó sẽ xóa đi cái phần tử thứ hai trong danh sách. Như vậy là cái danh sách A sẽ còn lại 5 phần tử. Phần tử thứ hai là số 4 đây đã bị xóa đi. Tiếp tục bài học, chúng ta sang phần thực hành. Nhiệm vụ 1 của phần thực hành: nhập số n từ bàn phím, sau đó nhập danh sách n tên các bạn lớp em và in ra danh sách các tên đó mỗi tên trên một dòng. Đây là chương trình của chúng ta ha. Đầu tiên, chương trình nó sẽ tạo ra một cái danh sách có tên là danh sách lớp với cái giá trị ban đầu là một cái danh sách rỗng nha.
Câu lệnh thứ hai là yêu cầu nhập vào cái số học sinh trong lớp, cái số học sinh trong lớp sẽ được lưu trong cái biến n. Với câu lệnh for này, chương trình nó sẽ chạy các cái vòng lặp để yêu cầu người dùng nhập vào từng cái tên học sinh của cái lớp học. Với cái câu lệnh input này thì chúng ta có cái lệnh y cộng 1 đấy ha. Vì sao là y cộng 1? Bởi vì y nó sẽ có giá trị từ 0 cho đến n trừ 1. Như vậy, giá trị ban đầu của y là 0. Câu lệnh sẽ là nhập họ tên học sinh thứ 0. Như vậy là nó không được hay lắm. Do đó người ta đổi thành y cộng 1, tức là nhập họ tên học sinh thứ thứ nhất, tức là thứ 1 với giá trị y bằng 0 ha. Và các tên của học sinh sẽ được lưu vào cái biến name này nha. Câu lệnh append này là để bổ sung cái tên này, tên học sinh vào trong cái danh sách lớp ha. Đây, danh sách lớp.append. Câu lệnh print này là để hiển thị ra câu thông báo danh sách học sinh đã nhập. Và câu lệnh for dưới này là để duyệt từng cái học sinh mà đã được nhập vào trong cái danh sách lớp. Với mỗi cái học sinh sẽ thực hiện in cái tên của học sinh đó ra bằng câu lệnh print đây ha. Bây giờ chúng ta sẽ chạy cái chương trình này trên môi trường lập trình Python nha. Như vậy là chúng ta đã chạy thử chương trình với một cái bộ dữ liệu đơn giản là gồm có 5 học sinh cho cái danh sách lớp, và chương trình nó đã thực hiện đúng cái yêu cầu của cái nhiệm vụ 1 ha. Chúng ta sang nhiệm vụ 2 của phần thực hành. Nhập một dãy số từ bàn phím, tính tổng, trung bình của dãy và in dãy số trên một hàng ngang. Chương trình của chúng ta đây ha. Đầu tiên, chương trình sẽ khai báo một cái danh sách A với cái giá trị khởi tạo là một cái danh sách rỗng. Tiếp theo là một cái biến T để lưu giữ cái tổng của các cái phần tử của dãy số. Chương trình yêu cầu người dùng nhập vào cái số tự nhiên n. Đây chính là cái số lượng phần tử dành cho cái dãy số này nha. Và cái số lượng phần tử sẽ được lưu vào cái biến n. Cái vòng lặp for này nó sẽ yêu cầu người dùng nhập vào từng cái phần tử của dãy số. Y sẽ đi từ 0 cho đến n trừ 1 nha. Với mỗi cái giá trị của y, người dùng sẽ nhập vào một cái phần tử của dãy số. Và cái phần tử được nhập vào đó sẽ được lưu vào cái biến num ha. Câu lệnh a.append num sẽ thêm cái phần tử đó vào trong cái danh sách ha. Và câu lệnh t bằng t cộng num sẽ cộng dồn từng cái phần tử vào cho cái biến tổng. Sau khi cái vòng lặp for này kết thúc thì chương trình nó đã có được một cái danh sách gồm các cái phần tử của dãy số nha. Và tiếp tục chương trình nó sẽ hiển thị các cái phần tử của dãy số ra màn hình. Câu lệnh print để thông báo là dãy số đã nhập hai chấm hết. Vòng lặp for này dùng để duyệt từng cái phần tử của cái dãy số và sau đó là hiển thị từng phần tử ra màn hình ha. Câu lệnh print AI đây. Tiếp tục các cái câu lệnh print tổng, print trung bình, tức là hiển thị tổng của các cái phần tử của dãy số. Trung bình tức là tính trung bình các cái phần tử của dãy số bằng cái công thức là tổng chia cho n. Bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình này ở trên cái môi trường lập trình Python nha. Thank you.
Như vậy là chúng ta đã chạy thử cái chương trình và nhập vào thử một cái dãy số gồm có 5 số 5, 12, 43, 7, 2, 5. Chương trình nó đã hiển thị cái dãy số đó ra màn hình, đồng thời tính tổng của dãy số là 92, tính trung bình của dãy số là 18.4. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ số 2 của phần thực hành. Chúng ta sang phần luyện tập. Câu 1 của phần luyện tập: viết lệnh xóa phần tử cuối cùng của danh sách A bằng lệnh del. Chúng ta xóa phần tử cuối cùng của danh sách A. Chúng ta có câu lệnh này: del A len A trừ 1. Ở đây cái chỉ số của chúng ta là len A trừ 1, bởi vì trong cái danh sách thì cái chỉ số sẽ bắt đầu từ 0 nha. Do đó phần tử cuối cùng nó sẽ có chỉ số là len A trừ 1, tức là cái độ dài của danh sách trừ cho 1, hay là cái số lượng phần tử của danh sách trừ cho 1. Đây chính là chỉ số của phần tử cuối cùng. Câu 2 của phần luyện tập: có thể thêm một phần tử vào đầu danh sách được không? Câu trả lời là có thể nha. Và cách thực hiện là chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ thực hiện ghép hai cái danh sách, trong đó cái danh sách đầu là cái danh sách có một cái phần tử mà chúng ta cần thêm vào, và cái danh sách thứ hai là cái danh sách chúng ta đang có. Sau khi ghép xong thì chúng ta sẽ gán cái danh sách mới đó cho cái danh sách mà chúng ta đang có đây ha. Thì đây chính là cách mà chúng ta thêm một phần tử vào đầu danh sách. Chúng ta lấy ví dụ ha, danh sách A của chúng ta là có các cái phần tử đây ha. Chúng ta muốn thêm một cái phần tử mới là phần tử 100 vào danh sách A. Chúng ta sử dụng cái câu lệnh này. Sau khi thực hiện câu lệnh này thì danh sách A của chúng ta có thêm được cái phần tử mới đây ha. Đây. Chúng ta sang phần cuối cùng của bài học, phần vận dụng. Yêu cầu của phần vận dụng: cho dãy số A, viết chương trình tính giá trị và chỉ số của phần tử lớn nhất của A, tương tự với bài toán tìm phần tử nhỏ nhất. Ở đây chúng ta có cái dãy số A và chúng ta sẽ tìm cái phần tử lớn nhất của dãy số A. Tìm ra được rồi, chúng ta sẽ hiển thị cái giá trị của phần tử lớn nhất cũng như là cái chỉ số của phần tử lớn nhất đó ra màn hình. Tương tự chúng ta làm với cái phần tử nhỏ nhất cũng như vậy ha. Chương trình của chúng ta sẽ như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một cái biến mask. Biến này dùng để lưu cái giá trị của cái phần tử lớn nhất của cái dãy số. Và chúng ta khởi tạo cái biến mask này là cái phần tử đầu tiên của dãy số là A0 ha. Chúng ta cũng khai báo một cái biến k dùng để lưu giữ cái chỉ số của cái phần tử lớn nhất, và cái giá trị ban đầu của k chúng ta cũng cho là 0, là cái chỉ số đầu tiên ha. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh for để mà duyệt từng cái phần tử của dãy số nha. Với mỗi cái phần tử của dãy số thì chúng ta sẽ thực hiện một cái phép so sánh. Nếu cái phần tử đó mà lớn hơn mask thì chúng ta sẽ thực hiện một cái phép hoán đổi, tức là chúng ta lấy cái phần tử đó làm cái giá trị lớn nhất bằng câu lệnh mask bằng AI ha. Và cái chỉ số y này chúng ta sẽ gán cho cái biến k. Như vậy là với từng cái phần tử của dãy số thì chúng ta sẽ kiểm tra, nếu mà nó lớn hơn cái phần tử mà chúng ta cho là lớn nhất đó thì chúng ta sẽ hoán đổi. Sau đó chúng ta lấy cái giá trị đó lưu trong biến mask, lấy cái chỉ số đó lưu trong biến k. Cuối cùng chúng ta sẽ hiển thị cái kết quả ra màn hình, giá trị của phần tử lớn nhất, tức là cái giá trị đang lưu trong biến mask, và cái chỉ số của phần tử lớn nhất, tức là cái giá trị đang lưu trong cái biến k. Tương tự với bài toán tìm cái phần tử nhỏ nhất, chúng ta chỉ thay cái biến mask bằng biến min, dùng để lưu cái giá trị của phần tử nhỏ nhất. Và chúng ta cũng dùng cái biến k để lưu cái chỉ số của phần tử nhỏ nhất ha. Lệnh for chúng ta dùng để duyệt từng phần tử của dãy số, thì với mỗi phần tử chúng ta sẽ thực hiện cái phép so sánh. Ở đây là nếu như phần tử đó nhỏ hơn cái biến min, tức là cái giá trị mà chúng ta đang cho là nhỏ nhất, thì chúng ta sẽ thực hiện hoán đổi ha. Đây, min bằng AI, tức là chúng ta lấy cái phần tử đó làm cái phần tử nhỏ nhất và sau đó lưu cái chỉ số y vào cho cái biến k ha. Kết quả chúng ta hiển thị ra bằng hai câu lệnh print đây. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái chương trình chúng ta viết ra đây với cái trường hợp là tìm cái phần tử lớn nhất nha. Thank you.
Như vậy là chúng ta đã chạy thử cái chương trình tìm cái phần tử lớn nhất với cái dãy số mà chúng ta cho gồm có các cái phần tử là 12, 5, 6, 3, 2, 4, 11, 7, 10, 9, 3, 3, 2, 9 và 15. Thì kết quả cho ra chính xác giá trị của phần tử lớn nhất chính là 63 và chỉ số của phần tử lớn nhất tức là 2. Tức là ở đây A2 tức là cái phần tử lớn nhất của dãy số ha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài học số 22, bài học về kiểu dữ liệu danh sách. Chúng ta dừng bài học tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài học. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến bài học thì hãy để lại comment ở bên dưới. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like, share hoặc là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho chương trình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.